Ăn trai đẹp Hứa Vĩ Văn mở quán cơm và mì liệu có ngon như chủ quán? Hello, tay bè nè. Dân ghiền trai, ý lộn dân ghiền phim như tôi nghe ảnh mở quán là sáng có mặt liền luôn. Vì là mở bán thử nên sáng tôi tới, không rong lắm, không gian khá là chill và xinh nha mọi quán người. Quán có 3 tầng vòng khu bàn cũng gọi là VIP nhẹ. Bếp là bếp mở đây mọi người có thể thấy trực tiếp mang chị đầu bếp. Chế biến luôn á nha, mà tôi thấy anh Hứa Vĩ Văn cũng đứng và hướng dẫn mọi người nữa đó. Buổi sáng sẽ có hủ tiếu mì, còn 10 giờ trở đi sẽ có thêm cơm. Không biết là tại sao anh có ý tưởng để mà mở quán không, bà bá này hả? Ý tưởng thực ra là bà bá là tên của Tiều á, là con trai của ba mình là bà bá, là lấy tên bà bá đó cho nó thân quen. Là cái ý tưởng của anh là hồi xưa ông nội anh bán sâm củ lượng ở một cái khuôn viên chùa quận 5, có cái bên sẽ có bán mì sa tế nè, cái bên sẽ có bán hủ tiếu mì nè, cái bên nữa sẽ có bán mì sườn kho nè, nguyên cái khu đó. Bây giờ anh muốn tập hợp lại nguyên cái khu đó thành tất cả cái menu đồ ăn của anh trong cái nào, như anh quay về cái tuổi thơ của anh. Có một cái điểm mà anh tự tin nhất của quán mình này là điểm gì anh? Nghĩ là anh bán là bán sự thoải mái cho mọi người ăn. Anh cũng nói nguyên bình thường thôi, tất cả cái này có nhân viên phụ anh. Signature của quán là hủ tiếu mì sườn kho mềm cộng mì thì dai dai thơm, bèo thì sệt sệt, không phải là dạng lỏng le. Con này ăn một người là no nóc luôn, gia vị thêm đậm đà xíu nữa là ngon nha. Tôi gọi thêm một tô hủ tiếu hoành thắng xá xíu, nêm thêm xíu nước tương và giấm để đậm đà hơn, xá xíu khá là mềm. Hơi tiếc một xíu là cái phần sốt khô nó chưa có được đậm đà lắm. Lại thì hoành thắng nhân thịt chấm cùng tương thì nhất nắc luôn nha. Anh cũng có luôn sợ hủ tiếu cộng dai mà tôi quên hỏi để đặt order. Nước lèo cực kỳ ngon, húp cạn là hiểu nha mọi người. Nhìn chung ngay mặt tiền quận 3, mức giá là 70 đến 80, không quá mắc cũng không quá rẻ. Lần sau tôi sẽ quay lại để thử cơm trưa của quán nữa nha. Bye bye.